Sau khi đã ăn mì Quảng Đà Nẵng, mì Quảng Huế và hôm nay mình đi ăn một cái quán mì Quảng Vinh. Quán mì Quảng với cái giá rất là mềm ha, các bạn có thấy từ 28 đến 32 ngàn. Quán rất là đông, khu này thì đường hơi hẹp. Nó khá là gần nhà mình, nó ở số 122 phường 11 quận Gò Vấp, đường số 8 nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là đó, đây là cái tô mì Quảng này, nhìn lại mì Quảng của Đà Nẵng thì nó cũng khá là giống nhau, nhưng mà cái cọng mì này là làm bằng bột gạo. Có cọng mì gạo nứt và cũng có cọng mì làm bằng bột gạo và trộn thêm chút màu vàng để đánh bánh màu lên. Ở đây mình có bánh đa cũng giống như mì Quảng bình thường, mà rau rau non lắm mà gì đâu. Đặc biệt ở đây thì cái ớt thì nó hơi khác một chút. Mình đây chỉ một cái loại ớt xanh bình thường thôi, chứ không như ớt Đà Nẵng nó thơm và nó thanh. Tô mì rất là nhiều, đây là cái tô mì thập cẩm của mình ha, tô mì gà mình. Ở đây mì mắc nhất là mì gà 32 ngàn hoặc mì thập cẩm. Mình sẽ hay bỏ thêm rau, ăn rất là ngon. Có thể nhìn không, rất là ngon ha. Mình bỏ thêm bánh đa vô. Bánh đa thì cái vị của mì Quảng này và bánh đa thì rất là chan hòa, ăn còn đậm đà ha. Đó, ăn rất là ngon, bắt mắt. Cái mì Quảng Vinh này thì khá là lạ so với mì Quảng Đà Nẵng. Thì khi mình ăn cái vị thì rất là đậm đà và sâu, ăn thì rất là ngon. Mình thì thích ăn ớt, bỏ ớt rất là nhiều, mình gần rất là nhiều ớt vô, càng nhiều ớt thì càng ngon. Đó. Cái tô mì thì nhìn rất là lạ. Ai mà có cơ hội ghé qua Gò Vấp thì cũng nên ghé qua quán mì Quảng Vinh này ở số 122 từ số 8 phường 11 quận Gò Vấp nha. Đây, đã ăn hết rồi.